Ở lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ bẫy chim đêm nhé. Thì kia một con chim kìa. Đấy anh em, xảy tiếng là ra vồ đấy. Lích chích anh em, không có vồ được không? Chim xay tiếng là nó đến, ví dụ nó hạ không vào lưới, là hạ ra đây là nó xay tiếng là ra vồ được. Còn rén lắm, ui đi ra vồ như cứt đi, vẫn tóm được. Chim nó xay tiếng này nhờ, đã cà đéo rồi. Mang tiếng đi bắt ếch bao năm vồ con chim một tí trượt. Sớm lắm anh ạ, bây giờ chắc chỉ tầm 7 giờ thôi. Đây con này chắc quẩn đồng tối hôm qua nó gió quá nên là đánh nó không có được chim, chim vào lưới đa số bật ấy, gió nhiều. Đây lại bắt được con này. Tút rọi rồi anh em. Ok anh em nhé, lát có chim lại quay cho anh em cùng xem.